David Beckham và Lionel Messi là hai hiện tượng kỳ vĩ trong lịch sử túc cầu. Sự xuất hiện của hai nhân vật này đều đưa bóng đá sang kỷ nguyên mới. Beckham là ngôi sao sân cỏ tiên phong trong ngành thương mại. Tuy không thuộc hàng kiệt xuất nhưng tên tuổi cựu thủ quân tuyển Anh phủ khắp toàn cầu và vượt ra khỏi khuôn khổ môn thể thao vua. Theo Google ghi nhận, Beckham là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2003 và 2004, giai đoạn cựu thủ quân tuyển Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Giới truyền thông đánh giá thương hiệu Beckham ngang ngửa những công ty đa quốc gia như IBM hay Coca-Cola và đã có những cuộc khảo sát để tìm hiểu xem liệu có người nào trên thế giới này không biết Beckham là ai hay không. Messi thì lại đi vào lịch sử với tư cách là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, với rất nhiều ý kiến là vĩ đại nhất, không chỉ làm cho người hâm mộ phát cuồng bởi tay nghề siêu quần. La Pulga còn khiến cả thế giới ngỡ ngàng thán phục bởi sự nghiệp đỉnh cao kéo dài ngót nghét 20 năm. 7 quả bóng vàng, hơn 800 bàn thắng, hàng chục danh hiệu lớn nhỏ bao gồm 4 chiếc vô địch Champions League và 10 danh hiệu La Liga là những con số biết nói. Càng vĩ đại hơn khi Messi khép lại sự nghiệp đỉnh cao bằng những danh hiệu khiến cả đất nước Argentina vỡ òa sung sướng sau hàng chục năm mòn mỏi đợi chờ. Đó là Copa America và đặc biệt là chiếc vô địch World Cup 2022. Trong thành công của Beckham hay Messi, yếu tố trời sinh được đề cập rất nhiều. Bex là gương mặt điển trai hút hồn mọi cô gái. La Pulga là tài nghệ thiên bẩm xưa nay hiếm có. Rất ít ai để ý, Beckham và Messi đều sở hữu trí thông minh vượt trội. Chính phẩm chất này đóng vai trò tiên quyết để cả hai thay đổi thế giới bóng đá. Beckham có chỉ số IQ ước tính trong khoảng 150 đến 155, là một trong 10 người thông minh nhất Vương quốc Anh năm 2023. Sam Allardyce, cựu huấn luyện viên tuyển Anh từng nói, chỉ những kẻ ngốc nghếch mới nói Beckham ngốc nghếch. Bạn không thể có được thành tích đồ sộ trên sân cỏ như thế nếu không thông minh. Cậu ấy là thiên tài. Bộ não của cậu ấy có thể đưa ra những quyết định khó tin chỉ trong một nano giây, tức 1/1000 giây. Sự thông minh của Beckham cũng được phản ánh qua khả năng kiến tạo. Tuy thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải, nhưng Beck không hề là mẫu cầu thủ giàu tốc độ và giỏi dây dắt. Ưu điểm hay đặc điểm của cựu thủ quân tuyển Anh là những quả tạt. Bên cạnh chất lượng quả tạt phải đề cập đến sự hợp lý. Hợp lý từ phương án đến thời điểm ra quyết định, chuyên gia phân tích Michael Cox đã so sánh Beckham là Kevin De Bruyne của thời đại 442, cho thấy sức sáng tạo to lớn của ngôi sao một thời này. Ngoài ra, không chỉ thành công trong sự nghiệp cầu thủ, Beck luôn biết cách tạo điểm nhấn để duy trì sức hút vô tiền khoáng hậu bên ngoài sân cỏ. Về phần Messi, tài năng phi thường của siêu sao người Argentina được tiếp cận từ nhiều góc độ, hầu hết đều gắn liền với tài năng thiên bẩm, kỹ thuật siêu việt hay cấu tạo cơ thể ưu việt. Ngoài ra, sức sáng tạo siêu phàm của cựu cầu thủ Barcelona còn liên quan đến trí thông minh vượt trội. Theo những nhà khoa học, bộ não của Messi có thể nhận thức nhiều kiểu thông tin phức tạp cùng lúc, bao gồm lên kế hoạch tổ chức phối hợp, sắp xếp thứ tự, sự linh hoạt và thậm chí dự đoán đúng chuyển động của đối phương. Không chỉ vậy, tốc độ xử lý thông tin của thủ quân Argentina còn vượt trội nhiều lần so với người thường. Như Robert Moreno, cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha ví von, cậu ấy như nhân vật trong phim Ma Trận. Hẳn mọi người còn nhớ cảnh diễn viên chính cử động cơ thể rồi những viên đạn bay chậm hơn nhỉ. Theo tôi, Messi chơi bóng cũng giống như vậy. Giống như trong tâm trí cậu ấy, mọi thứ diễn ra chậm hơn so với người bình thường. Nói chung, cậu ấy có khả năng suy nghĩ nhanh hơn người khác và có thể làm những gì mình nghĩ. Thỉnh thoảng, những cầu thủ nghĩ rằng mình sẽ làm thế này thế kia khi tình huống xảy ra nhưng họ không làm được. Tôi để bản năng dẫn dắt mình, chính Messi thừa nhận. Tài nghệ phi phàm và bộ óc siêu việt chính là yếu tố giúp La Pulga có những pha xử lý thậm chí cầu thủ khác không thể nghĩ tới, trong khi anh thực hiện nó như kiểu bản năng. Một nghiên cứu từng được công bố trên tạp chí tâm lý thể thao và rèn luyện cũng cho biết bộ não của Messi hoạt động mạnh mẽ hơn so với những cầu thủ khác. Rõ ràng, nếu không thông minh, M10 không thể trở thành thiên tài sân cỏ. Sau khi chạm tới đỉnh cao chói lọi nhất sự nghiệp, Messi quyết định bước sang trang mới trong sự nghiệp của mình. Anh rời châu Âu để sang Mỹ đầu quân cho Inter Miami, đội bóng mà Beckham đang làm đồng sở hữu. Đó là cơn địa chấn, y hệt cái cách mà Beckham bất ngờ đầu quân cho LA Galaxy sau khi chia tay Real Madrid vào năm 2007. Nói không hòa, bản hợp đồng của Beckham đã biến đổi MLS và mở đường cho giải đấu này hôm nay có được cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Hơn 700 phóng viên báo đài và 5.000 người hâm mộ đã nêm kín sân bóng của LA Galaxy trong ngày mà Beckham ra mắt. Thương vụ này được công bố với trị giá 250 triệu USD, bao gồm các khoản thu nhập tiềm năng từ những bản hợp đồng tài trợ. Thực tế, tổng số tiền lương của ngôi sao bóng đá đến từ Anh Quốc là 32,5 triệu USD.
có rất nhiều mắt xích kết nối giữa hợp đồng của Beckham trong quá khứ và của Messi ở hiện tại. Sự xuất hiện của ngôi sao bóng đá tầm cỡ như Beckham khiến cả MLS phải điều chỉnh để thích nghi. Cụ thể, ban tổ chức giải bóng đá nhà nghề Mỹ xây dựng quy định mới được gọi là cầu thủ chỉ định, DP, Designated Player, một công cụ cho phép những đội bóng chi tiêu vượt quá giới hạn lương trong một số trường hợp đặc biệt. Quy định này ban đầu còn được gọi với cái tên là quy định Beckham. Hiện nay, mỗi đội bóng có 3 vị trí DP để thu hút những cầu thủ nổi tiếng như Thierry Henry, Kaká, Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimovic và Didier Drogba, hoặc những tài năng trẻ hứa hẹn như Miguel Almiron, Josep Martinez, Diego Valeri và Henny Mokhtar. Kết quả là hình ảnh lẫn chất lượng giải đấu đều được nâng cao. Tại Inter Miami, 3 vị trí DP đang được áp dụng cho Messi và hai đồng đội thân thiết của anh tại Barca trước đây là Sergio Busquets và Jordi Alba. Tuy nhiên, tác động quan trọng hơn là cấu trúc thỏa thuận của Beckham. Nghệ thuật đàm phán để đưa Beckham rời châu Âu đã tạo tiền đề cho cách Miami tiếp cận Beckham và đánh bại những đội bóng giàu có ở châu Âu và Trung Đông, đặc biệt là Saudi Arabia. Quay ngược với năm 2007, thời điểm đó Beckham mới 31 tuổi và vừa trải qua mùa giải tỏa sáng để đưa Real Madrid đến chức vô địch La Liga. Bex còn là siêu sao bóng đá có tầm ảnh hưởng toàn cầu, vì vậy quyết định đến Mỹ chơi bóng của Beckham gây nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng những kẻ thông minh không bao giờ hành động không suy tính. Bex đã tính chọn kế hoạch ngắn lẫn dài hạn. Thỏa thuận đến MLS chơi bóng mang nhiều lợi ích thương mại cho Beckham. Bản hợp đồng cũng đáp ứng tính giải trí kiểu Mỹ cho những bên liên quan, bao gồm AEG, chủ sở hữu LA Galaxy, Simon Fuller, người đại diện của Beckham và công ty của ông ta, 19 Entertainment, cũng như cựu thành viên Spice Girls Victoria Beckham, bà xã nổi tiếng của Bex. Việc Beckham chuyển đến MLS chơi bóng nâng cao danh tiếng của Victoria và tạo ra nhiều cơ hội hơn tại Hollywood, bao gồm chương trình truyền hình đặc biệt kéo dài 1 giờ đồng hồ có tên Victoria Beckham trên đường đến Mỹ. AEG cũng tham gia quảng bá cho tour lưu diễn tái hợp của nhóm Spice Girls, gồm nhiều buổi diễn tại các địa điểm do AEG sở hữu. Vợ chồng Beckham trở thành bạn thân của Tom Cruise, Katie Holmes và nhiều ngôi sao hạng A tại Hollywood. Trong danh sách những cặp đôi có thu nhập cao nhất Hollywood các năm 2007 và 2008, gia đình Beckham xếp thứ 3 với tổng thu nhập 58 triệu USD, chỉ xếp sau Jay-Z, Beyoncé, Will và Jada Pinkett Smith. Trong 5 năm Beckham khoác áo LA Galaxy, số đội tham dự MLS đã tăng từ 13 đến 19, còn số này là 29. Tiền bản quyền truyền hình cũng tăng phi mã. Thời điểm Bex đến Mỹ chơi bóng, mỗi năm ESPN trả cho MLS 8 triệu USD. Hiện tại, hợp đồng giữa giải bóng đá nhà nghề Mỹ và Apple có giá trị lên tới 250 triệu USD mỗi năm. Tiền sân cỏ, chất lượng giải đấu cũng như đời sống cầu thủ được cải thiện đáng kể. Năm 2007, mức lương tối thiểu là 12.900 USD trên một năm. Chỉ có 4 cầu thủ thu nhập vượt mốc 1 triệu USD và mức lương trung bình là 53.000 USD trên một năm. Toàn bộ các đội bóng đều di chuyển bằng máy bay thương mại và lưu trú trong những khách sạn kém chất lượng. Một số kém tới mức, LA Galaxy phải trả thêm tiền để đổi khách sạn khác tốt hơn. Beckham khi ấy có những đồng đội chỉ kiếm được chưa đầy 20.000 USD mỗi năm và cả sự nghiệp thi đấu ở các giải hạng dưới của bóng đá Mỹ. Beckham nhận mức lương 6,5 triệu USD trên một năm và người đồng đội có mức lương cao nhất là Landon Donovan, một trong những huyền thoại vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá xứ sở cờ hòa với 900.000 USD trên một năm. Ngày nay, mức lương tối thiểu ở MLS là 67.360 USD, hơn 100 cầu thủ hưởng lương 1 triệu USD trên một năm và mức lương trung bình là 250.000 USD trên một năm. Messi và những đồng đội tại Inter Miami sẽ di chuyển bằng chuyên cơ và lưu trú tại những khách sạn tiện nghi bậc nhất. MLS đã đi được chặng đường dài, một phần nhờ ảnh hưởng từ sự xuất hiện của Beckham. Dù vậy, giải đấu này vẫn còn nhiều điều cần được cải thiện và nhiều cơ hội phát triển. Vì vậy, Messi được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động như Beckham làm được 16 năm về trước.